Xin chào tất cả quý vị trở lại kênh YouTube của Maxhome. Hiện tại thì Nhật An đã có mặt tại 162 164 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là trụ sở Maxhome tại miền Nam ở thành phố Hồ Chí Minh, và quý vị hoàn toàn có thể ghé đến đây để có thể gặp gỡ trực tiếp kiến trúc sư cũng như là tham quan về showroom nội thất của chúng tôi. Hiện tại thì An đã có mặt tại tầng 3 ha. Và như quý vị thấy là xung quanh Nhật An thì chúng tôi sẽ trưng bày một số những cái mẫu nội thất. Ví dụ là ở đây là có một cái kệ tủ bếp được thiết kế là hình chữ Y nha quý vị. Vị trí ở phía trước của An thì đây là một mẫu bàn đảo, cũng như là phía bên này thì sẽ có một mẫu bàn ăn để quý vị cũng thể tham khảo cho ngôi nhà của mình. Còn phía ở đây chúng tôi cũng đặt đó chính là có một bộ hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công. Thì chắc chắn rằng nếu mà ai đã theo dõi nhiều video của Maxhome thì rất là quen thuộc bộ hồ sơ này đúng không nè. Đó chính là bộ hồ sơ mà nó có đầy đủ tất cả các thông tin, từ là mặt bằng ha, mặt đứng, mặt cát, các chi tiết liên quan đến điện nước nè, kết cấu nè, vân vân, để mà gia chủ có thể nắm được. Và nếu như quý vị chúng ta ký kết hợp đồng thiết kế với Maxhome thì chắc chắn là trên tay mình sẽ sở hữu cái bộ hồ sơ này nhé. Bạn đang muốn xây nhà nhưng không biết bắt đầu từ đâu? Bạn đang gặp khó khăn trong vấn đề xin cấp phép xây dựng? Bạn đang thiếu vốn để xây dựng căn nhà của mình? Đừng lo lắng vì xây nhà đã có Maxhome. Maxhome, hệ thống thiết kế xây dựng trọn gói lớn nhất Việt Nam hiện nay, với hơn 5.000 thợ tay nghề cao được đào tạo bài bản chuyên nghiệp, thi công gấp rút tận tụy với khách hàng, sử dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào thi công. Cùng với đó là 200 kỹ sư, kiến trúc sư tay nghề cao sẽ giúp cho ngôi nhà đẹp, kết cấu vững chắc, và các thầy phong thủy chuyên môn cao giúp xem ngày giờ động thổ, hóa giải thế đất xấu cho khách hàng. Maxhome có hệ thống nhà kho, bến bãi, tự nhập khẩu và sản xuất nguyên vật liệu mang thương hiệu Maxhome vào công trình, nên giá thành luôn rẻ và cạnh tranh. Maxhome đã triển khai showroom nội thất, thiết bị vệ sinh và vật liệu xây dựng trên khắp cả nước, giúp khách hàng trực tiếp trải nghiệm, cảm nhận về chất lượng sản phẩm cũng như dịch vụ uy tín. Hỗ trợ khách hàng vay vốn ngân hàng lên tới 75% tổng giá trị công trình và chế độ bảo hành nhà dài hạn. Maxhome đã đạt được nhiều giải thưởng danh giá, giải top 50 thương hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam, top thương hiệu sao vàng đất Việt, giải nhất cuộc thi thiết kế nhà đẹp toàn quốc, và là thương hiệu được hàng ngàn khách hàng trên khắp cả nước tin tưởng đặt niềm tin trong suốt hơn 10 năm qua. Nhanh tay liên hệ tới Maxhome qua số hotline 096 445 8888 hoặc 0828 133 333. Xây nhà không khó vì có Maxhome. Xin chào tất cả quý vị trở lại kênh YouTube của Maxhome. Hôm nay thì Nhật An sẽ tiếp tục giới thiệu quý vị một mẫu nhà rất đẹp do Maxhome trực tiếp thiết kế. Đó chính là mẫu nhà của gia đình anh Nguyễn Hữu Trung ở Tân Sơn, Ninh Thuận. Đầu tiên thì tôi sẽ giới thiệu sơ lược lại về tổng công ty của Maxhome nhé. Maxhome là công ty chuyên về thiết kế và thi công trọn gói nhà ở, kèm theo đó là tư vấn phong thủy trên khắp tỉnh thành đất nước Việt Nam. Số hotline của chúng tôi là 096 445 8888, 08281 33333, 09240 99999. Hiện tại chúng tôi đang chạy chương trình đó chính là duy nhất trong tháng này 80.000 trên 1 mét vuông khi ký hợp đồng thiết kế online. Còn ở đây chúng tôi có bản báo giá, gói thiết kế nè, gói kiến trúc là 120.000 đồng trên 1 mét vuông, gói nội thất là 150.000 đồng trên 1 mét vuông, gói VIP là 200.000 đồng 1 mét vuông và gói cao cấp có phong thủy chuyên sâu là 350.000 đồng trên 1 mét vuông nhé. Quý vị có thể theo dõi chúng tôi trên website maxhome.vn. Trên đây thì chúng tôi sẽ có giới thiệu rất nhiều chương trình khuyến mãi cũng như là về các vật liệu của Maxhome, sơn bột bã, thiết bị vệ sinh, đèn LED, cửa vân vân. Rồi ở đây có giới thiệu ha trụ sở nè, liên quan đến phong thủy thì chúng tôi có hotline 0927748888, 0929245555. Ngoài ra thì chúng tôi cũng có đăng tải liên tục những mẫu nhà mới nhất cũng như là những công trình đi thi công thực tế để quý vị sẽ có cái nhìn trực quan hơn để xem một công trình từ 3D ra thực tế sẽ như thế nào. Nền tảng lớn nhất của Maxhome có lẽ đó chính là nền tảng YouTube đúng không nào? Thì bởi vì khi mà An đến để mà trò chuyện với gia chủ sau khi mà công trình hoàn thiện xong, khi mà hỏi ra thì đa phần gia chủ đều nói là biết đến Maxhome là qua kênh YouTube. Cho nên quý vị thấy là chúng tôi cũng đăng tải liên tục những video giới thiệu những mẫu nhà cũng như là những công trình nè, rồi lễ khởi công nè, vân vân, để quý vị sẽ có sự cập nhật liên tục. Ngoài ra quý vị hãy theo dõi chúng tôi trên nền tảng đó chính là TikTok, kênh Nhà Đẹp Maxhome cũng có rất là nhiều những mẫu nhà giới thiệu đến quý vị. Trở lại với mẫu nhà ngày hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu quý vị đó chính là công trình 2 tầng mái bằng với thiết kế hiện đại. Nhìn tổng quan công trình này thì quý vị thấy là thiết kế bên ngoài sẽ là một thiết kế đơn giản, không có quá cầu kỳ phức tạp nhưng mà cũng rất là ấn tượng. Một cái kiểu thiết kế mà An nghĩ là rất là nhiều những gia chủ nếu mà chúng ta yêu thích phong cách hiện đại, modernism hoặc là minimalism thì sẽ rất là thích cái phong cách này. An cảm giác giống như là những tòa nhà mà được thiết kế theo kiểu Hollywood đó quý vị. Tức là người ta sẽ không quá cầu kỳ về cột, về phào chỉ, về những gọi là họa tiết hoa văn, giống như là nhiều công trình trong nước mà ở đây sẽ hướng theo hướng phương Tây ha. Với công trình này thì quý vị thấy đầu tiên ở bên ngoài nè, thì những phần tường chúng tôi sẽ kết hợp, đó chính là tông màu trắng và tông màu ghi. Ở đây thì màu trắng là sơn trắng là bình thường rồi, nhưng màu ghi ở đây thì chúng tôi sẽ, thứ nhất có hai cách thưa quý vị, một là chúng ta sẽ ốp gạch, hai là quý vị có thể sơn. Sơn giả bê tông cũng là một cách sơn mà hiện tại rất là nhiều gia chủ ưa chuộng. Quý vị thấy là nó sẽ tạo nên một cái vẻ đẹp ấn tượng cũng như là không đụng hèn với những công trình khác. Cái việc sơn giả bê tông như thế này thì nó cũng tương tự với những mảng tường chúng ta sơn giả đá hay là sơn giả gỗ, nó cũng sẽ tiết kiệm chi phí cho ngôi nhà của mình. Còn nếu quý vị muốn đầu tư lớn luôn thì chúng ta có thể ốp trực tiếp những cái loại gạch đá có tông màu như thế này lên phần tường của mình thì cũng sẽ góp phần tăng lên cái tính thẩm mỹ. Đây là một công trình mà tôi nói là sẽ thiết kế theo hơi hướng của những công trình phương Tây đúng không nào? Hollywood. Cho nên là quý vị thấy đa phần á, những khung cửa hay là như thế nào đó thì chúng tôi đều sẽ thiết kế đó chính là cửa nhôm hệ kính. Chưa kể là có những cái vách kính cố định nữa, cho nên là dù là mặt tiền hay mặt bên thì cũng lấy sinh khí vào bên trong rất là tốt. Và để chúng ta có thể che nắng, che mưa thì chắc chắn cũng không thể bỏ qua, đó chính là những cái hệ rèm ở phía bên trong đúng không nào? Thường thì những cái kính này quý vị thấy nè, rất là nhiều cái kính chúng tôi sẽ thiết kế là cao, gọi là thông tầng, từ bên dưới tầng 1 lên đến tít ở bên trên tầng 2 luôn. Cho nên là cái phần rèm cửa này thường thì chúng ta cũng sẽ làm cái rèm thông tầng luôn quý vị, rất là cao luôn ha. Và với hệ thống rèm thông tầng như thế này thì chúng ta không thể nào điều khiển bằng tay được đâu, rất là khó. Cho nên là thường thì chúng tôi cũng sẽ lắp đặt là hệ thống tự động, ta có thể bấm mở bằng gọi là remote để có thể là kéo mở cái phần rèm như thế này. Công trình này có một ưu điểm nữa, đó chính là không chỉ là công trình chính chúng ta đẹp mà khuôn viên xung quanh quý vị thấy là được đầu tư rất là chỉnh chu, từ những cái khoảng sân nè, rồi những khu vực chúng tôi chưa làm tiểu sảnh mảng xanh. Ở đây là có một gara ha. Phía bên này chúng tôi sẽ thiết kế chòi nghỉ, cũng như là phía sau công trình sẽ có một không gian hồ bơi để mà gia chủ có thể thư giãn. Quả thật là một công trình mà chỉnh chu như thế này là một công trình không gian sống quá lý tưởng đúng không nào? Ở đây, đây là khu vực chòi nghỉ nè, như An đã chia sẻ. Quý vị thấy là chúng tôi cũng sẽ làm có một cái phần mái che ở bên trên ha. Thông thường thì mái che ở đây chúng ta có thể làm từ thép hộp sơn tĩnh điện để cho cảm giác nó nhẹ nhàng hơn. Còn nếu quý vị muốn cảm giác chắc chắn thì ta có thể làm bằng bê tông cũng được. Tiếp theo thì tôi sẽ nói đến, đó chính là cụ thể luôn về cái hệ thống cửa ở đây. Thì đa phần thì chúng tôi sẽ sử dụng đó chính là cửa nhôm hệ Xingfa. Bây giờ thì tôi cũng sẽ cho quý vị xem qua về bảng báo giá thi công trọn gói ở miền Nam nha quý vị. Thì ở đây quý vị thấy là chúng tôi sẽ có nhiều gói nè, gói hoàn thiện, giá thi công là 6 triệu 1 mét vuông, gói khá là 6 triệu rưỡi 1 mét vuông, gói cao cấp là hơn 8 triệu đồng cho 1 mét vuông nha quý vị. Và chúng tôi sẽ ký hiệu rất là rõ từng cái hạng mục thi công ở đây. Ở phía bên dưới thì quý vị thấy là từng gói thì nó sẽ có sự khác biệt nhau một chút xíu về những cái vật liệu như thế này. Ví dụ là những cái gói mà cao cấp hơn thì chắc chắn là chúng tôi sẽ sử dụng những cái vật liệu, nguyên vật liệu nó cũng phải cao cấp và xịn sò hơn ha. Cho nên là thường thì giá tiền nó cao hơn là như vậy. Ở đây thì quý vị thấy phần cầu thang bậc sảnh nè, đó rồi ngũ cấp, tam cấp nè, lan can, cầu thang vân vân. Đó nó sẽ có sự khác biệt nhỏ với nhau. Và từng dòng thì chúng tôi cũng ký hiệu luôn, đó chính là chúng tôi sẽ sử dụng những cái loại gọi là xuất xứ như thế nào thì chúng tôi cũng sẽ điền vào đây để gia chủ có thể tham khảo qua. Còn về hệ thống cửa ở đây cũng vậy. Ví dụ cửa chính nè, nhôm Xingfa nè, hoặc là quý vị có thể đầu tư là thép vân gỗ Kunsan hoặc là thép vân gỗ Kupman này ha. Đó, chúng tôi ký hiệu rất rõ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ nói đến một chi tiết nữa trước khi mà tôi tiến vào bên trong, đó chính là việc thiết kế mái bằng ở bên trên. Như quý vị đã thấy thì mái bằng nó sẽ có một cái lợi thế, đó chính là chúng ta không có cần phải làm thêm cái phần mái ngói bên trên, cho nên là phần nào đó nó tiết kiệm được về cái việc mà chúng ta thi công mái ngói. Tuy nhiên Nói đi cũng phải nói lại, mái bằng nó sẽ chịu tác động trực tiếp bởi nắng mưa, bởi vì nó không có gì che chắn mà, đúng không nè? Cho nên là mưa nắng nó đều tác động trực tiếp đến phần mái của chúng ta. Cho nên cái việc mà chúng ta thi công chống thấm cũng như chống nóng là rất là cần thiết cho những công trình nhà máy bằng. Quý vị phải lưu ý giúp An vấn đề này. Ở đây thì chúng ta sẽ đặt tét nước vào thái dương năng nha quý vị. Thái dương năng là máy nước nóng năng lượng mặt trời, chuyển hóa năng lượng từ mặt trời sang nhiệt năng. Sẽ có 3 loại là ống dầu, ống chân không và tấm phẳng. Thì tùy theo khả năng tài chính và sở thích, quý vị có thể lựa chọn một loại mình yêu thích. Còn về tét nước thì sẽ có 2 loại là tét nước đứng và tét nước nằm. Thường thì tét nước đứng nó sẽ dùng cho những công trình nhà thấp tầng và sẽ có một cái lực đẩy của nước mạnh hơn so với tét nước nằm. Còn tét nước nằm thì đảm bảo cái sự chắc chắn an toàn hơn, cho nên là nhà cao tầng thì người ta sẽ ưu tiên sử dụng tét nước nằm nhé. Đó là tổng quay bên ngoài công trình này, còn bây giờ thì tôi sẽ mời quý vị đọc hồ sơ thiết kế thi công nhé. Đầu tiên là mục lục bản vẽ kiến trúc, thì tổng cộng là hồ sơ này sẽ có 43 trang nha quý vị, đầy đủ từ mặt bàn, mặt đứng, mặt cắt, rồi các chi tiết thể hiện bên trong công trình. Còn đây sẽ là mặt bàn định vị công trình nè, đây là tổng quay ngôi nhà của anh Trung, rồi như An nói nha, cạnh bên là khu vực gara, chòi nghỉ cũng như là hồ bơi ở phía sau. Xét về hướng nhà đi so sánh hoa tiêu của chữ B, sẽ công trình là hướng xuống bên dưới, hướng bên phải, bên dưới thì sẽ là hướng nam, bên phải là hướng đông, công trình nằm ở hướng đông nam. Còn đây là mặt bằng tổng thể sân vườn của công trình ha. Thì quý vị thấy là diện tích thiết kế nhà chính là 173 m², còn diện tích thiết kế gara đó chính là 40 m². Bây giờ thì tôi sẽ xem đến đó chính là về mặt bằng bố trí nội thất công trình này. Nhìn vào đây quý vị thấy được đó chính là chiều dài của ngôi nhà là 18,8 m, chiều rộng ngôi nhà là 12,2 m. Về công năng chúng tôi bố trí như sau, sẽ có không gian phòng khách, phòng làm việc, khu vực phòng bếp ăn và tầng 1 chúng tôi sẽ bố trí chỉ có một phòng ngủ thôi. Tuy nhiên đây là phòng ngủ master rất là rộng, quý vị thấy là không gian ngủ nè, có khu vực thay đồ này ha, rồi khu vực tắm và vệ sinh cũng rất là rộng rãi luôn. Cho nên là đây là phòng ngủ An nói thật là cũng rất là lý tưởng bên trong công trình. Còn đây sẽ là vị trí nhà vệ sinh chung để cả gia đình sử dụng. Tiếp theo tiến lên tầng 2 chúng tôi sẽ bố trí đó chính là không gian phòng thờ, có thêm là 3 phòng ngủ trên tầng 2 ha, và khu vực phòng chơi của trẻ nè, rồi khu vực sân phơi, khu vực nhà vệ sinh. Điểm cộng rất lớn công trình này là gì? Đó chính là thiết kế thông tầng ở đây. Quả thật thì cái việc mà chúng ta thiết kế thông tầng nó sẽ giúp cho công trình của chúng ta, đặc biệt là không gian ở bên dưới, tương ứng ở khu vực thông tầng này đó chính là phòng khách. Nó sẽ cảm giác cơi nới hơn, rộng rãi, thoáng hơn rất là nhiều, cũng như là đẳng cấp hơn rất nhiều. Cho nên là cái việc thiết kế thông tầng này thì An đánh giá rất cao nha quý vị. Bây giờ chúng ta sẽ xem qua đó chính là hình ảnh nội thất công trình này nhé. Đây sẽ là không gian phòng khách của công trình, quý vị nhìn vào sẽ thấy một cái sự đẳng cấp ha, và nhờ vào thiết kế thông tầng cho nên là cái vị trí này quý vị thấy là rất là cao luôn. Và An tin chắc rằng khi mà chúng ta ngồi đây thư giãn hoặc là tiếp khách và quá lý tưởng. Chúng tôi đã đặt ở đây đó chính là một bộ sofa băng 3 chỗ, một sofa băng 2 chỗ ngồi ở đây, và chúng tôi sẽ bọc da cao cấp có tông màu ghi đen. Ngay trung tâm thì chúng ta sẽ đặt là một bộ bàn trà đôi nha quý vị, và có những chiếc đèn trang trí như thế này. Phía đối diện thì đó chính là khu vực của kệ TV. Kệ TV sẽ được thiết kế dạng treo và kết hợp với vách PVC giả đá, kèm theo đó là những cái kệ chúng ta có thể đựng sách. Ở phía bên dưới thì chúng tôi sẽ có mô phỏng lò sưởi điện ha, cũng rất là đẹp mắt. Bây giờ ta sẽ đến không gian phòng làm việc của công trình. Ở đây chúng ta sẽ bố trí một không gian riêng để làm việc luôn, chứ không phải là chỉ sử dụng ở trong phòng ngủ giống như thông thường. Ở bên dưới sàn thì chúng tôi sẽ ốp là sàn gỗ nhạt nè, kèm theo đó là cái hệ thống kệ tủ rất là cao kịch trần luôn. Không gian làm việc thì chắc chắn là chúng ta sẽ đựng tài liệu hoặc là sách vở rất là nhiều, chứ cái việc thiết kế kệ tủ như thế này là rất hợp lý. An thấy có một điểm cộng không gian này nữa là gì? Đó chính là có nguyên cái lối cửa khá là to ở đây để mà có thể lấy gió và sinh khí vào. Tiếp theo ta sẽ tiến ra phía sau và đến không gian phòng bếp ăn. Ở đây chúng tôi sẽ đặt đó chính là kệ tủ bếp hình chữ L nha quý vị, với chất liệu MDF của Acrylic. Ở bên dưới thì chúng tôi sẽ sơn màu ghi bóng gương, ở bên trên là phủ vân gỗ, mặt bếp tường bếp ốp granite màu đen. Còn vị trí này sẽ là bàn ăn, bàn thì mặt bàn cũng là mặt bàn đá và chúng tôi có thể xử lý đó chính là tông màu ghi, còn chân bàn sẽ là sắt sơn tĩnh điện màu đen nha quý vị. Không thể bỏ qua đó chính là cái hệ thống đèn của công trình, đa phần đều những cái đèn thả rất hợp với tinh thần hiện đại. Tiếp theo ta sẽ đến phòng ngủ lớn nhất của công trình, phòng ngủ master, phòng ngủ số 1 ha. Đây là phòng ngủ với nó cực kỳ lý tưởng bởi vì An nói ngay từ đầu, có chia ra không gian ngủ nghỉ, không gian thay đồ và khu vực vệ sinh nữa. Ở đây thì chiếc giường đặt ngay trung tâm nè và chúng tôi sẽ bọc vải nỉ toàn bộ chiếc giường này. Vách phía sau cũng vậy, chúng tôi sẽ kết hợp bọc vải nỉ kèm theo đó là inox mạ vàng titan và PVC giả làm gỗ ở hai bên. Ở đây chúng tôi sẽ sơn màu đen nha quý vị. Công trình này thì An nghĩ là màu đen là cũng rất hợp lý bởi vì đa phần từ giờ quý vị nhìn sẽ thấy là công trình chúng tôi sẽ phối theo những tông màu trung tính, trắng, ghi, cho nên là sử dụng thêm màu đen nữa nó càng nổi bật hơn cho nội thất của công trình. Còn cạnh bên đây sẽ là khu vực thay đồ nè. Quý vị thấy là chúng tôi sẽ thiết kế là những cái tủ được sơn màu trắng kèm theo đó là cánh kính rất là sang trọng, cũng như là vị trí bàn trang điểm ở đây. Chắc chắn là căn phòng này là mơ ước của rất nhiều người đúng không nào? Còn bây giờ thì ta sẽ tiến lên tầng 2 và đến khu vực đó chính là phòng thờ. Ở đây thì chúng tôi sẽ thiết kế bệ thờ thiết kế dạng treo và rất gần với khu vực thông tầng, cho nên là không gian thờ cúng sẽ không cảm giác ngột ngạt. Ta sẽ tiến đến phòng ngủ tiếp theo, đó chính là phòng ngủ số 2 công trình này. Phòng ngủ số 2 cũng đẹp, cũng rất là đẹp luôn, không hề thua kém so với những không gian trước. Ở đây chiếc giường chúng tôi cũng bọc vải nỉ nè, đầu giường có PVC giả đá, MDF phủ 15mm, tủ quần áo cũng được thiết kế kịch trần và lắp 100% là full kính. Bây giờ ta sẽ đến với phòng ngủ số 3 của công trình. Phòng này thì có sự biến đổi nhẹ về màu sắc, quý vị thấy là chúng tôi sẽ sử dụng thêm cái tông màu xanh nè, kèm theo đó là cái tông màu vàng nè. Nói chung là căn phòng này em nghĩ là dành cho một cái bạn trẻ, có thể là bé thôi, bởi vì các bé thường sẽ rất là thích căn phòng mình nhiều màu sắc như thế này. Ở đây thì chúng tôi sẽ thiết kế là PVC giả làm gỗ, kèm theo đó là những cái kệ tủ bàn học thiết kế dạng treo, đính thêm đèn LED để đẹp hơn. Ta sẽ đến với phòng ngủ cuối, phòng ngủ số 4 của công trình. Phòng ngủ này thì quý vị sẽ thấy là tông màu, sẽ đi theo tông màu đó là màu ghi nha quý vị, cũng rất là đẹp. Phòng ngủ này thì An khá ấn tượng với cái vị trí của bàn học hoặc là bàn trang điểm ở đây. Quý vị thấy là chiếc gương sẽ được thiết kế cao kịch trần, ẩn phía sau là hệ thống đèn LED. Cuối cùng ta sẽ đến với khu vực phòng chơi cho trẻ. Phải nói là gia đình rất là đầu tư luôn về các không gian sống, làm sao đó để tất cả thành viên gia đình đều có thể thoải mái nhất. Nếu mà nhà chúng ta có trẻ em nhiều thì chúng ta nên có một cái phòng chơi riêng cho bé để bé có thể thỏa thích vui chơi, chơi đùa ở khu vực này. Thì An nghĩ cũng rất là lý tưởng. Tức là thay vì chúng ta phải dắt bé đi ra ngoài, có thể là những nhà sách hoặc là những cái trung tâm chơi đùa, thì đôi khi chúng ta lại mất thời gian đúng không nào? Còn ở đây chúng ta tạo luôn một cái không gian riêng cho bé ở nhà thì chúng ta cũng cái việc trông nom hoặc là cái việc mà chơi với bé nó cũng thuận tiện hơn rất nhiều. Bây giờ thì tôi sẽ trở lại đọc hồ sơ thiết kế được thi công và đọc đến mặt đứng của công trình này ha. Nhìn vào đây quý vị thấy có sục không định của mái là 7,2m, sàn tầng 1 đến sàn tầng 2 là 3,9m, sàn tầng 2 đến sàn mái đây là 3,3m. Ngược lại có sục không xuống lệ sơn là 450mm. Tiếp theo tôi sẽ xem đến là mặt cắt. Thì quý vị nhìn vào mặt cắt ở đây ta thấy là sàn có sắp mái chúng tôi sẽ đổ là sàn bê tông nè. Kèm theo đó là chúng tôi sẽ làm trần thạch cao, hệ thống cửa cũng như là những cái ô kính cố định. Quý vị thấy là được thiết kế rất cao, cao tít từ tầng 1 đến tầng 2 luôn. Cái điều này tôi đã nói bằng vẽ 3D rồi. Nó sẽ mang ánh sáng vào bên trong rất là nhiều. Lúc nào căn nhà chúng ta cũng sẽ cảm giác là ngập tràn ánh sáng, cũng như có sự kết nối với không gian thiên nhiên ở bên ngoài. Có một số khu vực đặc biệt thì chúng tôi sẽ thiết kế nó âm xuống một xíu bên dưới thôi, tức là nó thấp hơn sàn nhà chính để đảm bảo ví dụ những ngày trời mưa lớn thì nước cũng không tạt vào bên trong nhà chính của chúng ta. Tiếp theo tôi xem đến hồ sơ kết cấu công trình này thì nhìn vào mặt bằng móng ha, dễ dàng nhận thấy công trình xử lý là móng băng, bê tông cốt thép. Móng băng là loại móng sử dụng rất nhiều cho những công trình nhà dân dụng nha quý vị. Một tầng cũng có, hai tầng cũng có, ba tầng cũng có luôn. Và móng băng thì nó sẽ giúp truyền tải trọng xuống nền đất đều hơn, liên kết giữa tường và cột theo phương thẳng đứng một cách tốt hơn. Móng băng sẽ có nhiều loại nếu mà chúng ta chia theo phương vị, có móng băng một phương, móng băng hai phương. Nếu mà chúng ta chia theo độ cứng, có móng băng cứng, móng băng mềm hoặc móng băng hỗn hợp. Cuối cùng xem đến hồ sơ điện nước của công trình này thì để xem ngày hôm nay thì tôi sẽ đọc đến đó chính là về ở đây đi, đó chính là mặt bàn chống sét tiếp địa của tầng 1. Thì thật sự đây là cái việc rất là cần thiết để đảm bảo an toàn cho ngôi nhà quý vị khi mà chúng ta sử dụng. Quý vị thấy sẽ có cáp đồng trần M50, thép dệt 40 x 4mm mạ kẽm, rồi thép L6 vân vân. Ở đây dây dẫn sát nối về hệ thống cọc tiếp địa đi sát tường góc, HD10 mạ kẽm vân vân. Tất tần tật thì chúng tôi đã bố trí rất cụ thể bên trong bản vẽ này. Vậy là ngày hôm nay Nhật An vừa giới thiệu quý vị đó chính là mẫu nhà của anh Trung ở Ninh Thuận, một mẫu nhà hiện đại kèm theo nội thất phải nói rất xịn sò luôn. Nếu quý vị có nhu cầu thiết kế và thi công trọn gói thì đừng ngại liên hệ ngay Maxhome ở số hotline 0964458888, 08281333333, 09240 99999 sẽ có nhân viên tư vấn cho quý vị. Đừng quên nhấn like, subscribe chuông thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất của chúng tôi. Duy nhất tháng này 80.000 trên 1 mét vuông khi ký hợp đồng thiết kế. Còn bây giờ Nhật An xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.